Thưa quý vị, cũng tại huyện Châu Đức, cơ quan công an đã ra lệnh khởi tố bắt tạm giam đối tượng Lê Huỳnh Long, 21 tuổi, trú tại xã Xuân Sơn, huyện Châu Đức, về hành vi cướp tài sản. Vào lúc 13 giờ ngày 10 tháng 4, khi đang điều khiển xe máy đi ngang khu vực Nghĩa Trang thuộc thôn Quảng Giao, xã Xuân Sơn, huyện Châu Đức, Lê Huỳnh Long nhìn thấy người quen là em Hoàng Phúc, 16 tuổi, và anh Nguyễn Ngọc Minh, 23 tuổi, trú tại huyện Xuyên Mộc, Long chặn đầu xe và yêu cầu Binh, Phúc đi theo mình vào trong nghĩa trang. Khi đến nơi, nhìn thấy anh Minh mang theo một chiếc điện thoại di động iPhone 7 Plus nên nảy sinh ý định chiếm đoạt để đem đi cầm, lấy tiền mua ma túy sử dụng. Long yêu cầu anh Minh đưa điện thoại cho mình xem, nhưng người này không đồng ý. Đối tượng giật lấy cây rựa trên tay Phúc, chém vào mũ bảo hiểm Minh đang đội khiến nạn nhân hoảng sợ, đưa điện thoại cho Long. Sau khi lấy điện thoại, Long nói với Minh sẽ mang đi cầm, hẹn sáng mai sẽ trả lại. Tuy nhiên, sau đó đối tượng đã đem điện thoại đến một vựa ve chai ở xã Đá Bạc cầm với giá 500.000 đồng và mua ma túy sử dụng hết. Không thấy Long chuột điện thoại trả mình, anh Minh đã trình báo cơ quan công an. Quá trình điều tra, đối tượng Lê Huỳnh Long đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.